Hi, hello anh em. Và vẫn là mình Sĩ Jet đây. Mình vẫn ở đây chơi game. Hết chuyện. Chắc mình sẽ thấy ba bạn này. Chắc vậy. Windu với hai AT nữa. Chắc mình cần sẽ bán hai bạn này đi nhá. Ưu tiên bán này trước rồi bán cái bạn này. À, kết à? Kết đánh gì nhỉ? Floor, có floor rồi. Floor. Chơi này chơi được nhỉ? Tem hay kết. Cũng hên xui chơi được đó, không phải là yếu đâu, trông có vẻ không phải là yếu đâu. Dí cái này đó, dí cái này này. Vio này lấy lại này, nhót này, con này nhót này, lấy thêm con văn heo đúng không? Vio văn heo đúng không? Bỏ con rat đi lấy vio văn heo cũng được, nếu được. Khó nghĩ nhỉ. Cắt này à? Rat ngon hơn. Floor. Em cũng hơi muốn dí con floor rồi đấy. Fuck, dí lên đi. Cần bán rat đi nhá. À không cần thì bán Amelie chứ. Cần Amelie. Amelie mình xây, AV con kia mình xây trước, hai tên mình xây trước. Thêm Daxi. Banoman nhỉ? Yon này. Banoman đấy nhá. Yon này cũng muốn khóa lại ta. Hay kết. Hay kết không hợp với Yon lắm nhỉ? Mình cũng muốn khóa lại. Làm sao giờ khóa đi. Dí con floor này một chút nhé. Để thấy đi. Phải xử con floor này sớm chứ không nó hồi máu hết là đi đấy anh em. Amelie ulti nè. Không kịp rồi. Không giết được nó. Châu quá. Biết thế để giết nó cuối cùng cũng được nhỉ. Thế để nó giết nó cuối cùng. Bán đi. Thêm Yon đi. Bỏ khóa. Để giết nó cuối cùng thôi. Mình dí mấy thằng bên kia trước anh em ơi. Biết thế. Hay kết à? Cung không? Đánh cung cũng được, hay kết đánh cung vẫn ok nhá. Nó sấy thêm đam thôi, thêm 70% đam thôi. Ngon như truy hồn nhưng mà cũng ok. Khách nghèo nhỉ. Tại chuyện trước thọt tiền đúng không? Thôi, chấp nhận thua một trận nữa được. Thua một trận nữa xuống shop dưới lấy đồ ngon hơn. Cũng được. Đành phải vậy thôi. Chứ chắc đã thua chứ. Lau à? À không, lau thì chắc thắng rồi. Lau bùng nổ cái này điên lắm. Vẫn một sấy được kìa. Hay kết xiên. Ok một mạng. 83, 88, 92 xuống hạng 4 hạng 5 rồi. À hạng 5 hạng 6 thì. Tốt, thêm đồ hạng A. Thêm slot đồ hạng A.
chữ phụ S cơ. Thôi vào lưỡi này đi. Cung nhé. Cung thủ đỡ đòn nhé. Này nhau luôn. Văn heo lấy, văn heo con này lấy, do yêu yêu đứa bán thần, không có, Xenel. Xenel khá tươi. Năng sẽ con này, con này, con này đi. Con góc này đi. AT, Rat sẽ giữ, Rulen. Cần, con này không cần, này không cần. Xenel phải làm gì? Lo xin luôn à, ghê vậy. Chóng ở đó này, ngon này. Cứ xây nó. Nhưng mà nó không chết đâu anh em này. Trông vẻ nó không chết được nào ấy. Má nó sống dai rồi đấy. Má nó sống dai rồi đấy. Fuck, ba đồ nó đi. Mãi trưởng xây mãi chết mà. Ba thằng dồn. Cung bao nhiêu rồi? Cung ba con rồi. Cung bốn con. Già này. Xenel và già. Xenel và già. Già. Chết rồi. Thêm luôn đi. Này, không được xỉ. AT ngọt hơn. AT 2, cứ thương bắt đáy bên này. Ok, thương bắt đáy bên này nữa. Trông là con Yon này có hai kết trông nó sấy nó ra hồn hơn đấy. Trông nó sấy ra hồn hơn hẳn. Thợ giam quỷ. Nắm cung rồi anh em ơi. Chỉ con teo thôi. Romantic. Một cái thương bắt đây này bắt rồi đúng không? Ok. Còn một thương bắt này thôi. Chạy nốt này. Đó, thương Xenel bắt con kia. Ok. Ba đuổi cho John ok phết nhỉ. Hơi mỏng nhưng mà chấp nhận được. Tại đầu game cũng không có gì giết con John mà. Cần thêm một floor 2 không ta? Amelie 2 con này bỏ nhá. Thêm hai con thợ săn quỷ này vào này. Thêm một shot tới mình thêm con cung. Hoặc là mình thêm con cung này luôn. Tại floor này bây giờ bắt đầu phế phế này. Thế đâu ra floor 2. Ra thành nhóm. Thêm một con nữa thì thêm một gì? Thêm một floor thôi vậy. Qua lên con giả 2, lên con giả 2 nhé. Yon 2 con. Chắc chắn này để một con Yon 2 thôi rồi lên 9 thôi. Này ổn nhỉ? Cũng chấp nhận được. Thương đáy bên này này. Hay thương đáy hai bên ghét thế. Này. Trông bức không yên tâm nhiều quá gì. Thương nào đây? Không có thương à? Truly intoxicating.
sao yếu nhớt mỏng ấy nhở. Sao quỷ mỏng quá nghe, biết thì là con xe neo không. Ta cục ta cho hai yon một. Cá nhân mình thấy cái này quan trọng nhất nhé. Cái bảo vệ con do là bảo vệ con này đi hay là tê đi carry chính à, thêm sử dụng đi more yon police. The fragrance of romance is truly intoxicating. Thấy ít tanh nhỉ. Ôi trời ơi, gì có von cắt Richter quy gì sớm phải lên 9 thôi. Sống đến level 9 không thì cũng không biết nữa. Lo quá. Chắc là có một con xe neo thật ý. Nhưng bây giờ hắc ám mới rất nhiều rồi. Ôi ít hắc ám nhỉ. Trợ thủ. Không, sắp sắp thành hắc ám rồi em bật này đi. Teo chưa thấy đâu. Tan dông thổi giữa này. Cho dòng chéo một góc đi. Sang góc bên này đi. Thương đáy này. Cũng một thương này. Ớt thương, à thương kia này đáy kia. Một thương bên này rồi. Mà nó xin đôi đấy, đừng xin đôi em ơi. Fuck. Bán xin nó khóc lóc thảm thiết thế rồi mà nó không tha nhau. Fuck. Quá buồn. Chạy này đi. Đi xa rồi, nó xuống nó xiên hết rồi. Cái em mất thương bên này nhá, thì mình còn một thương bên kia thì mình sẽ để hết ra con góc bên này. Thêm con hai đi. Nhon hai. Còn thương bên này thôi đúng không? Thế thì mình sẽ đẩy góc đi. Chơi cho đẩy góc này đi. Không thể cứu tên sáu cung anh em ơi. Và tư máu sống được đến bao giờ mỏng quá. Đây rồi má, giờ nó mới đến nhanh nhót thôi. Xếp lại này. Thêm một con gì nhỉ? Nick. Heo. Cái nick ở đây. Sắp thật cho teo. Nick. Truy hồn cho Yon. Yon cần hai đồ này, một cái tốc đánh thì cho con teo. Lo quá nhỉ. Catch me if you can.
I will see my destiny to the end. Magic. The thrill of speak my magic. Cái khóc này đi. Magic pervades everything. Thương này sẽ bắt vào. Ê, cảm giác thương này sẽ bắt vào con Yon mình nhỉ? Floor bên này nữa. Nó giết mình. À, mấy con trợ thủ ấy trâu thế, dành bắn mãi không chết anh em ơi. Đau lòng quá. Thôi đi rồi. Con này đi rồi. Lên 9 sao được. Hai chú thổ. Eo con ti. Dở nhờ. Liều đi. Sống thì vẫn phải lên lên 9 sống được. Mà xảy mãi em chết con voi. Các bạn ơi. Chơi phải liều thôi. Không cách nào khác. Phải liều thôi. Liều thôi. Lên này. Check hết thương này. Một thương bắt đáy bên này, hai thương bắt đáy bên này. Ok, hai thương bắt đáy bên này anh em. Góc này. Teo 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 teo. Ôi con rồng truy hồn thổi vào đây chắc mình ngất. Nhóm này không sống nổi cái truy hồn đấy đâu anh em ơi. Nhưng mà sang bên này thì von cắt nó quật cho thì cũng đi người. Khó rồi. May không gặp ở đấy ấy, nhưng mà Nagot dưới góc ngoài này. Nagot ulti chết này. Nagot này, mày hả bưởi. Đừng cho nó ulti em ơi, đúng rồi. Ghi ở này luôn, 26 máu đi luôn. Không đi được rồi. Vẫn dãy rụa được anh em ơi, vẫn dãy rụa được. Thú cũng chắc không dãy được lâu đâu. Quả thợ săn quỷ luôn em ơi, bây giờ kiếm con Richter 5% ra Richter à? Khó nhỉ. Lên 9 rồi. Nó phải lên 9 mới đủ slot cho Richter. Nốt vòng, cố lên anh em ơi. Cố lên. Mình gặp này rồi. Con cát không sợ. Rồng giữa. Nhưng mà nó sẽ thổi góc kia. Ô, con cát bên này rồi, các bạn ấy dí mình rồi. Mà ăn chấp con cát nhá. Chấp con Vonkat anh em ơi, thôi đành phải chấp con Vonkat này, phải xử con Vonkat này nhanh gọn thôi. Rồi, thương bắt đáy cái này, may quá. Giết này sớm này, xong rồi Yon xấy thẳng luôn. Yon xấy thẳng hoạt con kia luôn, đúng rồi. Teo bắn thẳng hoạt nó luôn, đúng rồi, choáng nó đi. Các thứ nó đi. Chốt, trôn tốt. Tốt, good anh em. Very good. Chưa thua. That's so scary, bro. Scary ass. Chả đồ thủ gì nhỉ? Quên đồ thủ. Tèo, không cần quét đâu. Cần Richter, pha sau lên. I will see my destiny to the end. Con heo nó vẻ nhiều đam hơn kia.
bắn nhanh cho nó ulti sớm anh em, bắn càng nhanh ulti càng sớm. Phoenix cũng được, Phoenix né đổi vào Phoenix phết, Phoenix đam to. Dưới đây Phoenix 1 thôi, chưa ăn thua. Nào mình cầm con Chrissy, một con Richter gì đấy để luôn á. 4, 5, 6 Chrissy Richter gì vào đây luôn à. Anh đang chờ, ơ Chrissy. Fuck rồi. CTK tạm đây nhá. Vẫn thua anh em ơi. À không, chưa chắc đã thua. Bình tĩnh, món cắt nhảy đầu phát. Ok. Chưa chắc đã thua, ơi thua rồi. Kiếm này sách thánh ra, ơ chưa thua. Chưa thua được, vẫn còn một máu anh em ơi. Vẫn sống được, còn nước còn tát. Sách thánh cho con cát này. Hai sách thánh đi. Truy hồn nhiều rồi, hai sách thánh đi. Và mình cần con ấy nha. Cần con quái ấy nha. Hai vàng. Xion. Ấy đúng không, hai con mình cần này. Thì là con quy đã, quy mình nhót vào con này đã. Quy đã. Ngọc đại cho quy à. Hai thương bên này này. Chưa thua anh em ơi, chưa thua được rồi. Không cần gì nhiều hơn là thắng. Máu chẳng làm gì cơ. Thêm một slot nữa, mình con Richter, cần rất nhiều con Richter này anh em. 6 máu. Hai này đi được không? Đi bớt đi được không? Tại đâu đi. QC thì thế nào, QC ấy nhá. Q QC tạm đã nhá. Xin không? Quy bán hai cái này đi đến quy. Check này. Có này. Justice reigns supreme. Vẫn phải góc này thôi, ui vôn cắt này. Vôn cắt đáy. Trông ghê thế. Gặp bạn đấy là chịu đó. Bạn đấy là gần như là chính xác là confirm là khóc, khóc lóc đi luôn đấy anh em. Khóc lóc chạy về nhà luôn đó. Mày hả bữa ấy. Sống. Sống một đường rồi, Domino rồi, đi đi. Một bạn đã đi, Hùng là ca sĩ cũng đi, bớt đi. Đi bớt đi các bạn ơi. Chưa đi. Bán nhỉ, bán hai này đi nhỉ. Cái tiền mua, kiếm Victor mua. Không cần thêm sót tướng đâu. Kiếm tiền mua Victor. Má không đủ tiền mua Victor rồi. Chả thấy Victor mà mua ấy chứ. Tạm thời này nữa nhé. Tìm cử động. Tìm cử động gì không. Má đây rồi, gặp cái bạn con cát mình mà mình sợ rồi anh em ơi. Gặp cái bạn này thì đúng là đấm vào mồm mình rồi. Mình giết bạn này kiểu quái gì bây giờ. Thật sự luôn. Chết 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 chết. Ê ê ê ê ê. Ê chưa thua em ơi. What the fuck. Wow, sao lại thắng bạn này được nhở. Wow.
Ê, mình sợ các bạn con cát này nhất luôn ấy, bởi vì thứ nhất là mình còn không xếp giới đại tướng cơ, bởi vì mình hết tiền này. Holy vãi. Ông gặp đây rồi. Rất cẩn thận nhé. Sephira, mình cần nó Sephira hơn á. Ý nó biết đâu nó đang đi đó. Ừ thôi bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh các bạn ơi, bình thân. Bình thân. Mình gặp bạn Duy Vân đúng không? Oh shit, bảo sao hai thương anh em ạ. Hai thương bắt đáy này. Tí mình né chạy sang đáy kia nhá. Trời ơi. Run quá. Chơi thua được rồi. Nếu mà tao sót tướng thì thôi mình đánh ném Sephira đi luôn. Đánh từng đấy tướng rồi em ơi. Hay thêm Greasy cũng ngon nhỉ. Thêm Greasy cũng ngon cơ. Làm gì được không ta? Ôi giời ơi, cứu tôi các bạn ơi. Một vàng, hai vàng. Greasy Ritter, ok. Ai kết cho quy Richter và quy Greasy không cần nữa này. Hàng này nhót này. Đến thêm con Von Cut 2. Vừa đủ vàng anh em ơi. Nhưng mà dây cuối anh em. Hai thương bên này, hai thương bên kia. 6 5 4 3 2 1 0. Hai này bán đi. Không cần lấy hai đâu. Quy đấm đi anh. Chết rồi, chết con John mình rồi, dính tận John mình. Thôi sao đi. Cố gắng hết sức nhưng mà không ăn thua anh em ơi. Ba thợ săn. Duy Vân cũng đi luôn, bạn kia khỏe quá. Bạn kia vừa lên đăng 4 thú đánh còn thở được, để lên 6 thú phát không thở luôn. Nói cũng gọi là nỗ lực hết sức rồi. Không có gì nối tiếc anh em. Vậy thôi anh em ơi, video mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em thích cái clip trên thì hãy cứ like, subscribe. Và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.